Hello, thầy Lúa xin chào các bạn ha. Bữa nay mình về nhà có thằng cháu nó qua nó phụ dọn cara. Mình mới xào bò bén nha. Không có gì mình làm mà tôm. Tôm xào. Trời ơi. Các bạn. Vậy mời các bạn đi theo mình nhậu với thầy Lúa nha. Cuộc sống nó thảm quá vậy. Yên bình quá vậy. Mời các bạn theo thầy Lúa nhậu nha. À, yên bình này còn một cách lạ thường đó. Đang nghe chú Điện thôi nha các bạn. Hai Lúa xin chào nha. Bữa nay ông bệnh cứu vớt đời tao. Hả? Rồi làm bầu cử ủng hộ ông Trung hả? Bữa nào Hai Lúa chờ ông Trung thắng cái Hai Lúa ăn tiệc. Nó qua thành phố gì, nó qua Đông gì, ai đang ở Ohio phải không? No, Indiana. Vô nghe các bạn. Vô em. Xà lu nghe các bạn. Vô. Trời ơi, Pepsi hả? Ừ, uống Pepsi. Mời ơi. Trời ơi. Con ta mà mấy người đấy, còn đa quá, thấy tháng sau về ảnh lộ quá, lên ký nhẹ. Mua thùng về hai cha con nhậu. Yeah. Mua thùng về hai cha con nhậu. Uống giờ lên vô mày. Con bình sữa cha thì ly nước ngọt. Yeah. Chơi cho bệnh, hai cha con chơi cho nó bệnh. Không ai mất lòng nữa. Về dọn ca ra. Về dọn ra nè. Dọn kêu lên tiếp ổng làm về bé. Trời biết chúng mày đã phải rồi. Hai Lúa làm mò nhò được không? Hả? À, sao ăn được không? Không tạm. Được không? Ừ. Ta làm giải chiến 5 phút là có ngay ăn thôi. Đây thôi rồi ăn cơm đi. Má tháng sau chạy như heo. Ăn ngủ. Ok rồi. Lấy cái giờ nhỏ nè. Tôm ăn. Tôi ăn cá mà không được. Cá ăn cơm rồi. Không, bỏ được. Bỏ gì? Không cài được đó. Không cài đâu á. Có ớt xanh nữa nè. Nhớ ở trên cái bếp á. Ngay cái. Không cài hả? Không cài, để dành cho hai cái. Ớt ngoài này nè. Để lên mấy chỗ chơi gà. Phần gà bỏ vô cái gà ớt. Trời ơi, phần gà. Trời ơi. Gì? Ai đâu có không? Mấy con gà trồng cái ớt cái ăn nó té. Vậy hả? Thì nó chơi không ngon mà lúc mà mở nhà hàng chứ nó không chơi bạo không tới luôn á. Mà ớt nha. Good.
ra hả? Chai thứ hai nè. Chưa bỏ mà. Hai chai mới bằng chai kia. Hơn chứ, hai chai này hơn á. Không. Chai ao chứ chai kia chai bự á, 12 ao hả? Ừ. Chai 7 là 14 ao rồi, hai chai 14 ao rồi. Đây. Đảo rồi. Thiếu người phải không? Thiếu mà cũng chạy chậm rồi. Hả? Cũng chạy chậm rồi. Trời ơi, cắt cổ hành rút cổ hành. Có mấy đứa mà sắp lại á, mấy đứa mà cắt cổ hành mà nó không dính nữa. Có mấy đứa mà vô kiểm tra lại thiếu nhiều người đó. Rồi nó báo lên sếp nó cho chạy chậm lại. Dạ. Ừ. Thiếu nhiều không? Lại thiếu ba bốn người nên về nhiều lắm, không dài về nhiều lắm. Corona hả? Ừ. Việt Nam có ai vậy? Có. Việt Nam ai bị? Không có ai bị, nhưng mà đứng gần mấy người mà bị bệnh á, nó kêu về. Ôi vậy hả? Ừ. Hết bầu cử hết à? Ở tới tháng 12 nè, rồi tháng 12 chích nè, chích 20 triệu người chứ. Ở bầu cử nó đi theo đi cho mấy người á chứ. Hết bầu cử nó đi theo cho Biden luôn à. Biết thường không gài, thường kiện không gài biết sao không biết. Chưa đâu. Nó ngồi toàn. Hôm qua thấy cái tụ diễu hành cho Trâm á, nó đi còn cái sự bên yêu của con. Cái nó có biểu tình á. Lắc lại Biden nó không có. Nó Biden mà. Ở đâu? Cái tội đen Biden mà. Có chỗ à? Nó bỏ à? Hôm qua ông gặp nó nguyên cái chiếc mấy nhiều xe nguyên một dọc luôn á, nó chạy nó diễu hành á. Có cho châm. Cái tiểu bang mình của con quà mà. Chưa Biden nó đè xuống đập trên bệnh. Dạ. Chưa Biden nó dân đi nó đè xuống nó đập trên bệnh. Yeah. Có mèn đen với mễ nó chơi bay đần thôi. Ít rồi. Ít thôi. Chỉ có nhóm mình thấy, tại vì mình thấy ở đây nhiều đen với nhiều mễ thôi, mấy chỗ khác nữa Mỹ toàn bị trắng không. Ừ. Còn à, đúng không? Hỏi con bầu cái ba lót mèo con đâu đi. Mèo đi hả? Vậy con lại cái bưu điện á, gửi đi. Chứ có thời gian là biến đi lại xếp hàng này đó. Cô đi lên lại trong phòng cái gì? Đầu sớm nha. Cũng con mèo luôn hả? Vô bầu rồi. Chứ mình bầu là mình phải gọi với nó, mình lấy cái chỗ xếp là gì đó. Không có. Vô sớm ngay chỗ đóng khoảng số xe đó. Vô đó mình đi. Thì dành đó, mình cô chứ đề mẫu thứ hai. Còn ngày 2 hả? Thứ 2 đúng rồi. Còn ngày 2 thứ 3, ngày 3 là ngày chính thức. Bố cho có ai không? Vô cũng được rồi. Để xe vét hết. Kéo hết. Tại vì con nằm gầm cho nắng á. Thì nó hỏi vết hay nô thì vết thôi, để vết thôi. Nô hay rồi vết là nô. Có cái nô mày mấy chánh án á là của dân chủ nữa.
Không, nó để không phải cái giấy đâu, có để cái giấy trước khi mình apply cho nó gửi về cái miếng giấy cho mình điền bầu á, là nó hỏi mình Republican hay là biết cái bên đảng dân chủ, mấy cái kia kìa, còn mấy cái đó có để rồi mình điền Republican á, là nó gửi cho mấy cái giấy toàn là tên của mấy người Republican không à, còn mấy miếng giấy của dân chủ nó để ghi nữa. Này qua gì vuốt là hai lần. Dạ nó vuốt là đúng rồi nhớ mới đậu á. Năm đậu quốc tịch vô bình thường á, không sao trả lời gì. Không nó có hả? Có không có. Có thì kêu về. Như gã gì cậu hết. Dù giọng chết chết. Không phải có gì cả mới khó. Không hiểu. Thôi mình đi về đi. Ở lâu năm mình ta nó sẽ hỏi cái câu dễ hơn. Mới đây nó hỏi nhiều hơn. Ở ít năm á, nó hỏi nhiều hơn. Mấy người lâu năm nó đóng thế nhiều. Nó coi lại coi lý lịch sao tốt. Hỏi nó sẽ hỏi dễ. Đến lấy quốc tịch năm nay về bển cưới vợ rồi xong cái gặp anh dịch luôn xui luôn. Coi như là số không cưới vợ, ok. Chắc cái này con sống mình sống cô đơn độc thân luôn á. Trời ơi, mới hai mấy tuổi mà còn sợ luôn á. Ê, lúc trước còn nhiều tuổi lấy vợ. Ba mấy tuổi mới cưới vợ luôn hả? Ừ. Tánh thằng á. Yeah, tao hên luôn. Hên. Nhưng mà không lẽ ông hên. Mấy tuổi mình mới cưới? 35 hay 36? 34. 35. 35. Mình sinh năm 69 mà mình cưới 2004. 35 tuổi. Bằng tuổi chú người. Dạ, 35 tuổi. Năm 69 là bằng tuổi chú người thứ tư. Mới có 28 rồi phải không? Mới 28 rồi. Là 35 thì sao? Nhậu xong về bước đồ hủ tiếu rồi ngủ sáng quên là nhẹ. Mơ vô là đứng tèm tèm hết giờ về. Vậy hả? Ừ. Easy money. Easy money. Easy money. Phải bây giờ nó nghĩ càng nhiều nó chạy càng chậm làm dễ phải thôi. Easy money đó. Bây giờ về con không có nghỉ ngày nào luôn á. Chỉ có ngày ông nội con mất á là con video nghỉ. Video tới đây là kết thúc rồi các bạn. Ngày á. Nghỉ 2 ngày. Hai lúa hẹn video kế tiếp. Dạ. Hồi lúa xin chào, bye bye. Với bye. Vô lạnh cái ho. Bye guys. Bye mọi người.